Oh my god. Chúng ta cùng xem cái my god của Lộc là cái gì. Oh my god. Anh chỉ hy vọng cái chung phố thôi. Các bạn biết rằng khi mà chúng mình đi gắp gấu xong thì chúng mình về sẽ như thế nào không? Các bạn bao giờ có tò mò cái hình ảnh như thế nào không? Đây. Ôm một đống đồ. Mình phải ôm một đống đồ mà trong khi đấy, mình phải ôm một đống đồ. Ôi rồi. Trong khi hai ông bà ấy đi kiểu dạng là rất là thản nhiên luôn. Đấy, bạn Lộc này, bạn Coi này, quá là What's up anh em, chào mừng anh em đến với lại vlog và mình là Lộc Vlog, xin chào tất cả các bạn. Ok, và để tiếp theo cái series gắp gấu huyền thoại thì hôm nay bọn mình lại gặp một cái quán mà có cái máy gọi là gói quà bí ẩn. Đấy, các bạn có thể nhìn là bên trong là có những gói quà rất là xinh, rất là đẹp. Đấy, bạn quay phim cho các bạn xem. Đó, thì theo như mình và Lộc dự đoán thì có thể là gắp bên trong đây sẽ được một cái số gì đó. Và nếu mà số này sẽ trùng với các số trên kia thì mình sẽ được đồ, ví dụ như là cái số 12 kia là có một cái trực thăng rất là đẹp kìa. Hoặc là cái số 3 kia là được cái ô tô điều khiển rất là to kìa. Đấy, theo như mình dự đoán là vậy. Mình anh Nam dự đoán như vậy. Sự thật có phải như vậy không thì ok, bây giờ sẽ mời các bạn cùng mình và Lộc Vlog tham gia chương trình gắp gấu huyền thoại, gắp gói quà bí ẩn. Chinh phục những gói quà bí ẩn này. Mà Lộc có nhớ lần trước anh có một video mà gắp cái gói lì xì mà được tiền không? Đúng rồi, em vẫn còn nhớ mà em rất thích video đấy luôn. Nên là các bạn ơi, nếu mà hy vọng là không gắp được trúng cái số để nhận đồ thì hy vọng là sẽ gắp được tiền. Cái đầu tiên này không biết là sẽ như thế nào nhưng mà mình sẽ cố gắng là hy vọng là nó sẽ ra luôn từ phát đầu tiên. Cố lên. Mình gắp đơn giản thôi. Lộc lắc nghe vẻ chuẩn nha. Lắc. Các bạn đã chửi xong nhưng anh Nam gắp đi. Anh gắp à? Thế à? Chúng ta cứ thay phiên nhau thôi. Lui ra ngoài thì ok sẽ ra đấy. Lui ra ngoài thì á? Thì cứ lắc cái này nhá. Nắm thật vào. Ok, vớt cái, ra cái các bạn nhớ. Lần này các bạn ơi phải like video khác nhé. Like video. Lắc cái này sướng, nó nhẹ, nó lôi dễ ra, cảm giác sướng nhỉ. Ôi, các bạn ạ, lần ra. Ôi, các bạn. Nó này vứt vào trong, quá đen cho một cuộc tình. Anh nghĩ bây giờ là thủ tình phải ngoi những cái chi này xuống xem nào. Trên cao các bạn, trên cao nó lại rất là nhiều đồ. Hay là ví dụ mà như cái đồ ngoài này thì là nó để đồ gì đó nhưng bên trong này nó để khoảng 30-40 vạn này hạn, đúng không? Xấu luôn. Bên trong bao giờ lại nhiều bí ẩn từ đấy chưa thể biết được. Tại vì trong đầu nó nghĩ là để bên trong là khó gắp nhưng mà biết đâu thì mình gắp được 30-40 vạn sao? Chọn anh ạ. Được 30-40 vạn, mua quà tặng các bạn luôn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ thử gạt đấy các bạn. Đấy, gạt xuống. Giá kẻ mà cao thì nó là gạt được. Ấy. Không cần gắp, gạt luôn. Còn 5 giây nữa thì mình sẽ gắp đây. Còn 5 giây. Ra luôn các bạn. Các bạn thấy thế nào? Đúng là cao thủ. Thôi, mình đoán là mình cũng có một chút may mắn. Ừ đấy. Không, cũng phải là công nhận anh mình giỏi nữa. Đúng, chuẩn. Đẹp trai thì giỏi. Lộc nghĩ nên gắp tiếp không hay là chúng ta tiếp được thôi. Chơi tiếp đi. Chơi tiếp thôi, tự nhiên rồi luôn các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhá. Đi anh kéo xuống đi. Không được. Không tới các bạn ạ. Mình sẽ ngủ chưa. Ra nào. Ôi không được rồi. Còn 2 đồng cuối cùng, bây giờ bạn Lộc 1 đồng và mình 1 đồng. Ok. Lộc anh trước, em trước. Em trước đi. Ok, gấp luôn. Đây là mình thích cái màu đỏ á. Để thử xem nay mình có duyên với màu đỏ không nhá. Nếu mà bạn Lộc không gắp được thì các bạn hãy đặt ra một hình phạt cho bạn Lộc nhé. Khó đây. Lộc lại dùng chiêu gạt. Đến khoảng mấy giây cuối thì mình sẽ gắp các bạn ạ. À, Lộc dùng chiêu gắp thẳng. Lừa ngứa lại ra này. Ôi. Ôi các bạn, tiếc quá, không ra. Còn đồng cuối cùng này anh nghĩ là chắc chắn phải lắc rồi. Sau khi mà bọn mình đã chinh phục cái máy gắp gói quà bí ẩn này, bây giờ chúng ta đến với chương trình bảo quà. Đúng rồi. Cái chương trình này là các bạn là lúc nào cũng là
hứng thú nhất đúng không? Thu hút đúng không? Ừ. Thì các bạn rất là hứng thú với cái phần người mở quà này. Bây giờ anh Nam đang lấy quà để cho anh Nam. Thế thì còn gói này chính là cái gói mà với góc thử là được. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở luôn, các bạn phải nhìn này. Quá đỉnh cao đúng không? Bây giờ lọc mở một gói ta đi. Xem bên trong nó là cái gì. Mình sẽ mở thử các bạn nhá. Đây, rác là phải để vào chỗ quy định vào nha. Đây các bạn, cái hộp rất là đẹp. À, có chữ good luck đây. Good luck là để chúc may mắn, chúc may mắn. Anh sợ nghe vẻ to to à. À, nhưng mà tay mình đang run lắm. Phải run, lờ hơn được mấy chục vạn. Đâu thì cả đống tiền. Oh my god. Chúng ta cùng xem cái mày gớt của Lộc là cái gì. Oh my god. Anh chỉ hy vọng cái chứng cố thôi. Có số không? Nhưng mà chú cho có rất là nhiều đồ các bạn. Rất nhiều đồ. Có số. Số 1. Tên số 1 thì đây là được số 1 các bạn ạ. Đợi đi sẽ tìm số 1 là số gì? Một cái kéo nha. Số 1. Chúng ta sẽ có đây là một cái miếng dán đằng sau cái ốp điện thoại. Đây là cái miếng dán đằng sau ốp điện thoại này. Đó, các bạn thử biết này rồi. Còn đây là cái gì ta? Cái này hình như là dây tóc hay sao ấy, buộc tay hay gì hay buộc tóc gì đó. Cái này chắc là bạn quay phim chắc thích lắm này. Auto hồng. Auto hồng. Ok, ok các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gói quà thứ hai, gói này nghe vẻ to to này. Đấy. Lắm anh. Cũng đầm đầm lắm. Đầm đầm tay. Các bạn là cái gì? Khó đoán lắm, cái này nó khó đoán lắm các bạn. Cái này các bạn nam sẽ thích. Các bạn nam sẽ thích. Nhưng không phải 18 cộng đâu nhá. 18 cộng siêu nhân. Đây bạn, một cái mô hình lắp ráp. Đây là hình siêu nhân các bạn nhá. Ừ. Cuối là có cái gì đây? Không biết số 1 là số gì ta? Mình nắm nghĩa hình như là số 1 là chính là. Ôi, ta được thẻ nữa này. Ta được thẻ nữa này. Cái này số 2. Ấy. Hình như được rồi. Thì các bạn, đây số 2 này. Đây. Anh Nam đã phát hiện ra một cái món quà gì đó. Trước khi ấy thì chúng ta sẽ mở ra review xem cái này là cái gì đã. Wow. Cái này anh nghĩ là cái đấy, bịt mắt đi ngủ à. Xong là nó kết hợp với cả cái gì bên trong ấy. À, cái này là cái sưởi. Cái này cái sưởi. Sưởi mà. Sưởi nhưng anh không biết là nó bịt mắt hay bịt gì thôi. À, bịt mắt đấy. Sưởi đấy. Toa được 2 số nhá. Đó có số 1 và 2. Số 2. Các bạn chưa có sư chung đâu mà. Cái gì cả cái mọi người. Cái gì có sư chung các bạn ạ. À, ta gây chỉ điểm. Ở đây có chỉ điểm, tức là上面山顶台湾那个啊，它是温油，就是一点跟那个里面那个。对，可以换，可以换，怎样？要换两件。哦，换多少来？哦，好，可以自己。那你不要马上换。好，谢谢你啊。Tức là ông này nói là cái số điểm. Tức là mình bây giờ là được một cái là một điểm, một cái là hai điểm. Thì tức là mình đã được trúng một cái đồ gì đó là thứ nhất là cái máy bay kia kìa. Thứ hai là cái ô tô. Nhưng nếu mà mình tích được đến 10 điểm thì mình có thể lấy cái loa. 12 điểm là lấy cái trực thăng đằng sau kia. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ là lấy được luôn nhỉ? Đúng rồi, thì anh Nam không cần đồ điểm nhưng anh Nam số 2 anh Nam cũng trúng được một món quà rồi các bạn. Nhưng ở đây có cái phần là chơi tích điểm đúng không anh? Đúng rồi. Tức là mình lên được 1 điểm này. Đây là 2 điểm nữa. Cộng lại sẽ được 3 điểm và sẽ được một cái món quà. Thì đây đang có số 3 kia là cái gì ta? Ô tô. Ô tô, ô tô. Máy bay. Ờ, hắn mới quên địa chỉ, tôi sẽ cho anh. Ha ha. Yeah. Chỉ điểm. Thì là 3 điểm à? 3 điểm. Đây. Là cái chưa chữ. Sơ sơ chữ à? Đây. Cuối cùng cũng đã được rồi anh em ơi. Lộc lĩnh quà hộ anh nhé. Có gì cả có phải được. Ừ. Cuối cùng cái cảm giác mà được lấy đồ ra là đã tới đúng không? Các bạn hãy cùng nín thở chờ đợi nhé. Xe xe nỉ à? Đã ra rồi. Được rồi. Trúng ô tô. Các bạn ơi, mình trúng cái ô tô điều khiển này. Đẹp không? Ủa sư gì nát à? Ủa chai sư 7 yuê tạ. Đây. Ủa
哎，对，就拍一下，我有换给你嘛，我拍给他看一下，等一下。OK， thank you， 好，谢谢你啊，谢谢，谢谢你。OK， 各位，sau khi một thời gian nào mình chờ đợi ông chủ đến thì cuối cùng là ông chủ phụ đã giúp mình lấy cái ô tô này ra. Ông chủ cái máy họ không đến và ông chủ này đã giúp mình lấy cái máy này ra. Và bây giờ bạn Lộc sẽ mở ra xem là cho các bạn xem ô tô nó như thế nào. Đó. Đây, nào, chiếc chìa khóa huyền thoại. Chìa khóa nhà của mình các bạn ạ. Chìa khóa sạch đồ của Lộc. Đấy. Nào. Ôi, nhiều quá. Chật đầu một nữa, hiểu không? Đi qua xem luôn. Mình mất có 100 file mà gắp được cái ô tô. Quá đỉnh cao luôn. Oh my god. Hết rồi các bạn ạ. Quá chất luôn. Lamborghini anh. Con này không biết là con gì ấy. Ok. Thì cái video này cực kỳ may mắn, mình mất chỉ khoảng 80-90 khoai mình đã được ô tô này. Chính xác là 80 khoai. Đúng rồi, đúng 80 khoai. Thì rất nhiều bạn trên kênh của mình có comment là anh ơi gắp ô tô điều khiển từ xa đi thì... Đấy. Được luôn, tích điểm được luôn ô tô. Đấy, quá là tuyệt vời. Ok, nếu mà anh em thấy video này hay thì hãy nhớ là like video và đăng ký kênh cho mình. Và cũng như là... Đọc video các bạn nhá. Ok, và để theo dõi những video hay mới nhất thì hãy nhớ đăng ký kênh, ok. Đừng quên góp ý ở phía bên dưới nha. Lại tạo kiểu tạo không ngầu tiếp. 1, 2, 3.